Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Thầy Gia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại cải hiện đang có trong vườn. Một loại cải này nhìn khá là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy nó giống như cái gì không? Đây là cải bẹ màu gà cao sản. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái loại cải này. Thì cái loại cải này á, thì có thân to, cái lá thì có nhúng ở đầu như là cái màu gà nên người ta kêu nó là cải bẹ màu gà. Thì khi mà cây lớn á, thì nó sẽ phát triển ra một cái dìa khá là to, rồi sau đó nó sẽ hình máng chạy xuống. Hiện tại thì cái cây này còn nhỏ, khoảng hơn một tuần nữa thì cái cải này sẽ bắt đầu thu hoạch. Cái loại cải này được trồng khá là nhiều và phổ biến do là nó có vị thanh mát cộng thêm một chút là vị cay nồng. Cái cải này á, thì chứa rất là nhiều dinh dưỡng, trong đó là điển hình như là một số vitamin A, C và một số vitamin nhóm B. Thì cái tác dụng của nó thì do có tính hàn nên là giúp thanh nhiệt cho cơ thể. Cái cải này thì cao là khoảng là hơn 30 cm lúc mà đạt trưởng thành của nó. Cái màu là màu xanh pha vàng một xíu. Thì cái quá trình phát triển của cải này là khoảng từ khi gieo đến khi thu hoạch đó là khoảng là 40 ngày, với điều kiện là phân và chế độ dinh dưỡng cũng như là cộng với điều kiện thời tiết tốt thì nó sẽ cho ra cái khoảng thời gian như vậy. Một số kỹ thuật, một số sâu bệnh hay gặp trên nó thì một số như là sâu giả bùa, đặc biệt là sâu giả bùa thôi các bạn, cộng thêm một số là sâu ăn đọt. Thì những cái phòng trường thì mình đã có giới thiệu các bạn ở các video trước, như là đó là sử dụng gừng tơ ớt nè, cộng thêm đó là pha thêm thuốc trừ sâu sinh học neem. Thì do đang là mùa mưa mà lại trồng ở ngoài không có mái che nên là lá bị một số hiện tượng như là ở đây. Đây là cái hiện tượng là do mưa xuống và các vật chất ở dưới đất nó sẽ dâng lên và bám vào lá làm cho cái lá này bị nấm. Thì một số món ăn ngon mà được chế biến từ cải màu gà thì đơn giản nhất đó là việc nấu canh. Thường thì sẽ nấu canh với thịt. Tiếp theo đó là xào. Một số món khác như là chúng ta có thể muối dưa. Cái này á, thì khi mà gieo á, thì nó cũng có thể là chịu mưa tốt, sinh trưởng khá đồng đều. Một khi mà lớn thì nhìn khá là bắt mắt, điển hình như là cái lá này các bạn thấy nó nhúng 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 là rất là đẹp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.